Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kim Dung xin kính chào quý khán giả và thưa quý vị, chúng ta vừa qua ngày 19 tháng 5 năm 2019, đây là cái thời điểm mà tổ chức đảng cũng như là nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1946 cũng đã ngụy tạo cái gọi là sinh nhật ngày 19 tháng 5 của Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, nhận thấy đây không chỉ là một cái hành vi tiểu tiết nhằm mục tiêu ngoại giao, chính trị, cho cái thời điểm 19 tháng 5 1946 tại Hà Nội và nằm ở trong một kế hoạch giả trá có tính nguyên tắc, có tính sách lược chung của Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng từ cái ngày thành hình cũng như là cướp chính quyền và củng cố chế độ độc tài chưa chính vào đầu thế kỷ 20 cho đến hiện tại. Và thưa quý vị, chương trình được Kim Dung Show ngày hôm nay chúng tôi cùng nhà văn Phan Nhật Nam sẽ nói về kế sách giả trá thâm độc của Đảng cũng như là nhà nước Cộng sản hiện vẫn đang áp dụng tại ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi sau đây. Kim Dung xin trở lại hân hạnh kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Chào cô Kim Dung, xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, thưa với nhà văn Phan Nhật Nam, theo như cái tài liệu phổ biến ra mà Kim Dung có đọc được rằng là cái ngày 19 tháng 5 đây là một không có phải là ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh, mà cái vấn đề này nó thực sự ra hư thực như thế nào? Hôm nay Kim Dung xin mời ông nói rõ cùng khán giả để chúng ta có thể hiểu rõ hơn người và việc của nhà nước Cộng sản. Ngày hôm nay họ đang thao túng hoặc là tung hỏa mù ở trong nước đang rối tung lên, thưa với ông. Dạ vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán giả. Cái ngày 19 tháng 5 này, bây giờ tôi xin nói qua cái hồi ký của ông Vũ Đình Huynh, tức là thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh. Ông Vũ Đình Huynh là ông sinh 1905 và chết 1999. Thì đó là một người có ăn có học và có một cái bản lĩnh, có một cái khả năng, cho nên mới được lựa vào ở trong cái nhóm mà gọi là nhóm thanh nghị của ngày trước 45 á. Thì bây giờ đây là một cái hồi ký của ông ta. Ông ta chính là bố của ông nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả cuốn Đêm Giữa Bằng Ngày. Thì cái hồi ký này được đăng ở trên báo Văn Nghệ vào khoảng tháng 10 1993. Như vậy là mình nói chuyện ở trên căn cứ tên người và việc của chính ông Vũ Thư Hiên đó. Thì ông đã kể rằng là ngày 18, ông Hồ Chí Minh đi vào nói có vẻ khẩn cấp bảo này, tôi xin đọc nguyên văn. Này chú, thông báo cho các vị trong chính phủ biết, ngày mai tức là ngày 19 tháng 5, là sinh nhật của tôi, đừng quên gọi các cháu thiếu nhi tới. Thế ông Vũ Đình Huynh này, ông ở gọi ra hôm nay 18 mà mai 19, mà làm sao chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà tổ chức được. Đó là cái hồi ký của ông ạ. Nhưng mà ông cũng báo hết cả, rồi lại báo ông tệ rằng ngày mai, rồi là cả Hà Nội, con nít mặc áo mới, cầm cờ đỏ đánh chống ít, rồi nhà nhà đều là treo cờ kết hoa vào, có những cái biểu ngữ Hoàng Hồ Hồ Chí Minh và Hoàng Hồ cái ngày sinh nhật và Hoàng Hồ cách mạng. Thưa, bây giờ chúng ta đọc làm sao chưa đầy 24 tiếng đồng hồ trong một cái xã hội năm 1945 mà nó biến thành ra một cái khung cảnh mà rất là vĩ đại như vậy. Thì hóa ra sau này ông ta sẽ có kết luận, hóa ra thì ông Hồ tính toán trước tất cả. Nếu phái đoàn Pháp do cao ủy Đặc Giang Lia, cao ủy Đông Dương mà từ Sài Gòn ra Hà Nội mà không đón tiếp thì nó không phải lễ. Mà lúc ấy giữa Pháp và Việt Minh đang căng thẳng với nhau, cho nên nhân cơ hội gọi là cái ngày sinh nhật 19 tháng năm đó treo cờ cái khoa. Thì cái ông cao ủy Đặc Giang Lia bảo rằng hóa ra người Việt Minh này nó cũng có lòng đón tiếp mình. Thưa với quý vị và thưa cô Kim Dung, tất cả cơ sự đó là do cái sự bịa đặt
của Hồ Chí Minh từ ngày 18, nghĩa là chưa đến một ngày, một tiếng đồng hồ, mà cả Hà Nội tưng bừng cờ hoa biểu ngữ để đón mừng sinh nhật của Hồ Chí Minh. Thì thật ra đó là để đón ông Cao Ủy Pháp. Mà không lẽ ông Cao Ủy Pháp đi ra mà treo cờ đỏ sao vàng lên mà hoan hô thì nó có vẻ chướng quá, nó có vẻ xuống nước quá, cho nên mới bày ra cái chuyện đó. Và cái ngày Ngụy Tạo 19 tháng năm 1946 đó cho đến giờ này là mấy mươi năm, nó đã thành ra một cái sự thật, nghĩa là lộc giã thành chân. Vậy là do cái cớ sự mà phái đoàn Pháp, đó là do Cao Hủy đặt răng đến Hà Nội trong ngày 19 tháng 5, cho nên là ông đã bày ra cái vấn đề là có sự, giống như là có cái sự đón tiếp nồng hậu. Vâng. Thì để nó có Cao Hủy ông vui. Quan hệ cho vâng. Nhưng mà cái lập luận Kim Nhung rằng là có thể là vì cái lòng mến chuộng hay là cái mục tiêu tuyên truyền của thành phần cán bộ cộng sản, họ cũng đã, đó là cán bộ cộng sản tuyên huấn. Là cô muốn hỏi là chắc là vì cán bộ cộng sản người ta yêu mấy đồng đấy, hồ quá thành ra... và vì ông Hồ cho dù là một người khiêm tốn, xin đóng ngọc đơn cái chữ khiêm tốn rồi của ông Vũ Đình Huỳnh. Vâng. Trong cái đoạn mà ông có viết như hồi nãy ông đọc, đó là con người rất mực khiêm tốn kia mà đã chỉ thị một cái tổ chức một sinh nhật, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà ngày hôm sau thì đó là ngày 19 tháng 5, cả Hà Nội cũng đã sáng lên rực rỡ màu cờ biểu ngữ, rồi vàng, rồi biểu từng ngữ, cô đoàn mặc áo mới đi hoan hô, cái gọi là sinh nhật của chủ tịch. Dạ vâng. Thì như vậy cô hỏi như vậy có thể là thật hay không? Thật hay không? Đúng ạ. Thưa cô, thì cái này là do tôi bây giờ lại xin trình bày cái này không thật. Không thật vì sao? Tại vì ngay chính bản thân ông Hồ khi năm 1911 khi đi từ Việt Nam qua Pháp và nộp đơn vào trường thuộc địa để xin học, thì ông mới khai lý lịch ông ra, thì ông không khai ông sinh ngày 19 tháng 5 bao giờ hết. Rồi chính trong bản tự khai của ông Hồ gửi cho ban giám đốc trường thuộc địa để xin vào học để sau này phục vụ cho người Pháp, thì chính cái bản tự khai ông Hồ viết ra không hề có cái ngày 19 tháng 5 đó. Không những mở ngoặc đơn mà cái ngày 1890 nó cũng lộn bậy nữa. Khi thì 1890, khi 1892, vân vân. Nghĩa là tháng ngày năm sinh đều là một sự ngụy tạo. Và ngay cả cái hồ sơ mà của ở bên trường Đông Phương Học Hiệu ở bên Nga của Liên Xô cũng không có nữa. Thành thử thơ cô, cái chuyện mà dạ trá đó không phải là do một cái tiểu tiết để chị đón ông Đặc Giang Lia, nhưng nó nằm trong một kế sách chung, mà kế sách này là nó đã được áp dụng từ cái ngày cộng sản nó thành lập, cướp chính quyền tháng 8 năm 1945, củng cố chính quyền và tạo nên các cuộc chiến tranh, thì tất cả nằm chung trong một kế sách dạ trá. Mà đây là một cái những cái án kịch về chính trị mà ngày trước chính bản thân Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Dũng, Lê Đức Thọ đã từng hành sự với nhau. Và những lần như thế thì có những cái sự thay thanh toán ai, thanh toán những tay em như kiểu là tay em như lần đó tôi nói sau. Nhưng mà tôi muốn nói với cô rằng cái vụ mà của Hồ Chí Minh bày ra cái dạ trá ngày 19 tháng 5 46 kia, nó nằm trong một cái tổng thể chung, đó là cái toàn bộ cái tổng hoàn cảnh mà tôi đã từng trình bày với cô. Đó là cái ngày gọi là cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945, là hôm đó người Hà Nội đang họp để đón các cái phái đoàn công chức của chính phủ Trần Trọng Kim đi từ ở Huế ra, thì đang có cái meeting thì cái cờ đỏ sao vàng rất lớn nó thả xuống và hô là Việt Minh muôn năm, thế là những cái viên đạn bắn lên từ một cái khẩu súng lục của một cái nhân sự. Cái điều này cái ông Tô Hải ở trong hồi ký của một thằng em ông tả rất là chính xác. Thành thử thưa cô, cái ngụy tạo 19 tháng 5 46 biến thành ngày sinh nhật, cũng như cái ngụy tạo gọi là cướp chính quyền 19 tháng 8 1945, tất cả đó chỉ nằm trong một kế sách ngụy tạo giả trá
tạo dựng, và đó là cái sách lược chung của Đảng Cộng sản. Vâng, xin phép ông được vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung xin phép với khán giả, Kim Nhung sẽ vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình được Kim Nhung Show và Cô Đài. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.